그댄 나에게만 잘해줘요. 항상 나에게만 웃어줘요. Tôi khui mấy cái đồ dễ thương này là đảm bảo mấy bà không có rời mắt luôn nha. Tôi chắc mấy bà bèo sẽ rất là thích cái này luôn nè. Đó mấy bà, cái này là cái gì nha? Đó là mấy cái chiếc gương vỏ túi cầm tay hình vỏ sò mà hologram xinh quá trời xinh luôn á mấy bà. Mấy bà kêu tôi tìm gương để bàn rồi, tôi tìm cho mấy bà mấy cái luôn. Trời, tôi múc gương ở bên đây nhiều lắm, người ta đóng gói kỹ á mọi người nên là cũng đỡ sợ bị vỡ. Đầu tiên là cái em gương trong suốt này nha. Trời, tuy đơn giản nhưng mà hơi bị xinh luôn đó. Cái này mấy bà trang trí thêm mấy cái sticker lên nữa là bao xinh luôn. Em này có cả hai mặt gương luôn nha mấy bà. Tiếp theo cũng là một cái chiếc gương để bàn siêu cute nữa nhưng mà cái hộp hơi cũ nha. Đó, nó có cái tai mèo như vậy nè. Cái này là cái gương dạng hộp á nên là mấy bà có thể để mấy cái mỹ phẩm nhỏ nhỏ rất là tiện lợi luôn. Mà nó nhỏ cho mấy bà nghe là mấy cái em này nó siêu hạt dễ luôn á, trên dưới một cốc trà sữa coi thôi nha. Yeah, you right, I got my guy, but I can't help it, I want you. I can't stop and look the other way, cause I know it could be, babe, and you never felt the same. You be thinking about it every day, don't believe in fairy tales, but we got our fantasies. And it's me and you, and she, turning me up through the sheets. Have you all looked up for me, acting like it's not too deep, boy, you can take it out of me. Cái gì thì cái, chứ đồng hồ là sắm bao nhiêu tôi cũng không thấy chán các bác ạ. Cái số quần này của tôi nó ra hai mẫu mới nên là tôi phải quất ngay. Những cái đồng hồ mà dây mảnh như thế này đeo trông rất là xinh nên lúc nào tôi cũng ưu ái để tìm ý. Mặt đồng hồ vuông nhìn trông xinh ha. Có cả thêm màu nâu nhá, màu nào cũng xinh và dễ đeo. Mình thấy là mua những cái loại dây nhỏ như này nếu mọi người đeo ở mặt trong của cổ tay cũng rất là xinh. Nói thế nhưng tôi vẫn phải quất một cái mặt tròn các bác ạ, tại vì nó có màu xám. Cái này là kiểu xám cho ấy mọi người, đeo vào rất là tôn da luôn. Công nhận là cái mặt đồng hồ này đẹp thật, nhìn như đồng hồ xịn ý. Các bác cứ nghe tôi chọn những cái loại dây này đeo rất là gọn tay, nhất là đi học đi làm mặc sơ mi trắng mà đeo những cái quả đồng hồ này thì cứ phải gọi là xinh. Giá cả đồng hồ thì lúc nào cũng yêu rồi, chị em tham khảo nhé. Mình nhớ cái thời điểm mà mới có dịch Covid-19 thì bắt đầu nhập cái khẩu trang KF94 của Hàn này về nhiều. Mà hồi đấy là cứ 50-60 nghìn một cái cơ. Bây giờ nhiều nơi sản xuất theo công nghệ này rồi nên rẻ lắm. Tôi mua chơi chơi mà xinh quá nên phải quay cho các bác ngay. Quá trời cái hình in xinh ơi là xinh. Tôi cắt thử cái em này ra là có 3 lớp nha, cũng ok phết. Mình thì rất là thích đeo KF94 tại vì em nó ôm mặt từ trên xuống dưới luôn. Đặc biệt là cái thiết kế khẩu trang như này thì không kiểu bị chạm môi mình quá nhiều ấy, trừ khi là mình nói chuyện thôi. Mà sao còn nhiều hình xinh lắm, tôi phải đặt thêm đây. Con gái ai mà không thích cơ thể mình kiểu láng như mịn, không có một sợi lông nào hết. Và tôi cực kỳ mê hoặc bởi những làn da không có một sợi lông nào. Tôi đã thử rất là nhiều cái phương pháp làm sạch lông, trừ cái triệt lông ra tại vì không có tiền. Thì tôi thấy không có cái nào hợp bằng cạo hết trơn á. Mặc dù á là wax tôi thấy nó rất là sạch luôn, sạch kiểu cái gốc luôn á. Nhưng mà trời, tôi bị đau. Mọi người nói wax một hai lần nó sẽ rất là phê và không đau phải không? Không, lần này tôi wax cũng bị đau hết. Cho nên là tôi đã chuyển qua dùng cái cạo này. Đây là dao cạo cho nữ nha, nhưng mà nam muốn dùng thì cũng được nữa. Hai cái cục màu hồng đó khi làm ướt á, thoa lên da thì nó sẽ rất là giống xà bông, làm cho da mình nó mướt và dễ cạo hơn, cũng như là giảm lực ma sát giữa da với dao nữa. Sau khi mà ra wax hay cạo lông á thì từ từ nó cũng sẽ lên lông lại á. Mấy cái chị mà bán cái hạt wax để wax lông á mọi người, thì mấy chị sẽ giới thiệu là mình dùng mỡ trăng để bôi, thì tôi cũng có mua đó mọi người. Trời ơi, cái gì tôi cũng đu được hết. Nhưng mà khi tôi đọc hướng dẫn sử dụng á thì mình chỉ bôi nó khoảng 1-2 tiếng thôi, rồi sau đó mình phải đi rửa lại. Nhưng mà trời ơi, bôi 2 tiếng phải không, để tới chiều đi tắm luôn má. Cho nên là bây giờ đã chuyển sang xài cái em hàng nội địa Đức này rồi. Tôi thấy có hiệu quả rõ nhất là ở trên nách á. Nhưng mà ổng lẽ giờ đi show nách cho mấy bà coi. Một bảng mắt ngon bổ rẻ mà mình rất là đề cử cho các bạn mới tập makeup nè. Thì đây là bảng mắt 25O của GoGo theo mã 204 nhé. Các bạn có thể thấy thì cái tông màu của bảng này rất là nhẹ nhàng và dễ dùng luôn. Lúc mà các bạn mới tập ấy sợ đánh bị đậm thì các bạn nên thử những cái bảng màu nó nhạt nhạt như thế này này. Mình thấy phấn lì, nhũ nhỏ hay nhũ to đều lên rất là ok. Các bạn mà thích cái style Hàn Quốc nhẹ nhàng hoặc là makeup nhẹ nhàng đi học thì các bạn có thể thử tham khảo cái bảng này nhé. Mua một mà được 3 thì đây là má hồng và son 2 trong 1 nhé, mà các bạn cũng có thể lấy để đánh phấn mắt được luôn á. Hãng này của Trung thì mình cũng mới biết đến thôi, kiểu lướt TikTok Trung thấy các bạn ấy dùng xinh quá nên là mình cũng tìm mãi mới thấy. Hôm trước thì mình cũng đã quay cho các bạn xem một cái hồng dạng phấn của hãng cũng rất là đẹp. Hai màu mà mình chọn là L07 và L08 nhé. L07 là một màu hồng đất nhẹ nhàng khá là xinh. Chất của em này nó dạng như kiểu son bùn ấy. Trong cái em này thì có đi kèm một cái bông phấn luôn. Nếu mà các bạn để ý thì bên Trung kiểu đang rất là chuộng những cái bông đánh nền kiểu như này. Các bạn dùng cái bông này đánh phấn má thì nó lên sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Còn nếu như mà để đánh son thì các bạn nên dùng cọ thì màu nó lên sẽ ok hơn nhé. Màu L08 nó là tổ hợp của đỏ cam nâu. Nhìn hình soát của hãng mình tưởng nó là màu cam đất cơ, nhưng mà ra ngoài nó lại có thêm cả sắc đỏ. Trông em này cũng như một cái hộp quà nhỏ nhỏ, các bạn có thể tham khảo để làm quà tặng nha. Các bạn nào như tôi không, hem hốt bị mấy bà bạn dụ xài
mấy viên giặt này viên giặt kia đồ đó, mà tôi thấy nó cũng không có thơm lắm đâu mấy bà ơi, giặt nó cũng không có bọt gì nữa. Nè mấy bà có thể thấy nè, tôi đang xài là cái viên giặt nội địa chung hương đào đó, bỏ mấy viên luôn nhưng mà có cái mùi đào thân thẩn thôi. Giặt xong kê cái lò mũi sát vô thì mới ngửi thấy, không có được điểm cao nhưng mà rất là hạt dẻ, mấy bà cũng nên thử một lần nha. Mình bay sang Pháp nha, cái này tôi nghĩ mấy bà không có nên thử luôn. Tưởng Pháp là sang giặt đồ không có bèo bọt gì hết trơn á, giặt xong đồ nó có mùi thơm thẩm đó mấy bà. Cái hãng này tôi nghĩ mấy bà chỉ nên xài giấy thơm thôi, thơm lắm luôn. Rồi mình bay sang Nhật nha, cái em này là tôi yêu quý dữ lắm. Viên giặt xả rất là tiện lợi đó mấy bà, nhưng mà thơm lắm nha. Mấy bà thấy nè, một bên nước giặt một bên nước xả đó. Tôi xài cả hai mùi luôn, thì ưng nhất là cái mùi màu xanh này nha mấy bà, rất là nên thử. Còn mấy bà rảnh thì mấy bà chọn hai mùi như tôi như vậy nè, đường nào nó cũng thơm. Nó thơm từ lúc giặt đi phơi cho đến lấy vô luôn nha. Xa phát phới ngồi ở trong nhà cũng ngửi thấy mùi thơm nha mấy bà. Ok, Nhật Bản chốt đơn nha. Làm theo trend tóc tóc tự nhuộm tóc tại nhà và cái kết. It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Found out, yes, I'm in the zone. Girl, you stood up. I get to be dreaming about the things that we could be. Someone's gonna be forever. You already know. That should kill me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Oh, is it too late now to say I need a one last? And then we start to dance and I'm singing like, be over now, but I feel it still. Oh, it's all I'm feeling, duh. I want you to be happier. Tóc ba vấn đề tế nhị con gái hay mắc phải và cách giải quyết. Đây sẽ là video dành cho các bạn nữ, nhưng đối với những bạn nam thì mình vẫn khuyến khích các bạn theo dõi để có thể chăm sóc và quan tâm cho nửa kia của mình nhé. Thứ nhất, nếu cô bé của chúng mình vừa ngáy và khó chịu thì việc cần làm chính là lựa chọn một loại dung dịch vệ sinh có độ làm sạch tốt nhưng không gây khô ráp, an toàn và nhẹ dịu, càng không màu, không mùi và không tạo bọt thì càng tốt nha. Thứ hai, nếu cô bé của chúng mình có mùi hôi thì hãy bổ sung ngay một em nước hoa thành viên cho cô bé, vừa giúp cô bé thơm tho mà lại giúp chị em chúng mình có phần thêm tự tin. Thứ ba, nếu cô bé của chúng mình thâm đen và xỉn máu, đây là vấn đề mà rất nhiều chị em gặp phải nhưng lại bất ngại nói ra. Cách giải quyết mà mình gợi ý ở đây là chính là lựa chọn những sản phẩm cho cô bé có thành phần dưỡng sáng và làm trắng da như thành phần niacinamide và glutathione, từ đó thì cô bé của chúng mình sẽ bớt thâm sạm và xỉn màu. Trên đây là ba vấn đề mà bạn gái hay mắc phải cũng như cách giải quyết. Mọi sản phẩm đều mang tính chất tham khảo, vậy nên các nàng hãy trang bị cho mình kiến thức để có thể chăm sóc bản thân một cách tốt hơn nhé. Yours, mine, ours. I could do this for hours. Sit and talk to you for hours. I wanna give you your flowers and some champagne showers. All the shrimp and lobster towers. But it's me that gets devoured. Ooh, when you do. Ta biết nhau từ lâu rồi. Ta yêu từng thói quen của nhau. Tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi. Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau.